Xin kính chào các quý vị khán giả đang theo dõi talk show Hát Sẩm trong Thích ứng Văn hóa, chương trình mở màn cho chuỗi các hoạt động trải nghiệm đa giác quan của dự án Mắt Sẩm. Toàn bộ các nội dung trò chuyện talk show cũng như các tác phẩm mỹ thuật và âm nhạc trong dự án Mắt Sẩm sẽ được chúng tôi ghi hình và phát sóng trực tuyến trên fanpage Trèo 48 Tôi Trèo Về Quê Hương và phát lại trên website của dự án mắtsẩm.com. Chúng tôi sẽ rất mong muốn được sự đồng hành ủng hộ của quý vị trong những số phát sóng tiếp theo. Quay lại với những vị khách mời của talk show ngày hôm nay, tôi xin trân trọng được giới thiệu vị khách đầu tiên đang ngồi ngay bên cạnh tôi đây, nhà nghiên cứu sưu tầm văn hóa dân gian Mai Đức Thiện. Xin chào chị Khuyên và xin chào quý vị khán giả. Vâng, anh Mai Thiện thân mến, chúng tôi được biết rằng anh đã có quá trình gần 15 năm sưu tầm và tìm hiểu rất nhiều các cái dữ liệu về nghệ thuật truyền thống, nghệ thuật dân gian. Vậy chúng tôi có thể biết rằng là những cái tư liệu và những cái nghệ thuật đó, sưu tầm đó thì anh có cái kênh lưu trữ nào cho mình không ạ? Mình tiếp cận với sẩm từ năm 2005, nhưng chính thức từ 2008 bắt đầu hành nghề thực hành phương pháp hát sẩm. Năm 2011 lập kênh YouTube Mai Đức Thiện để mà mình chia sẻ những tư liệu, video, video, âm thanh về âm nhạc, đó là hát sẩm, hát chèo, ca trù, hát chầu văn và chống quân. Và đến thời điểm này thì là trải qua hơn 10 năm thì đã có 1 triệu lượt follow. 1 triệu lượt follow trên kênh của anh có nghĩa rằng có 1 triệu người đang quan tâm đến âm nhạc truyền thống của chúng ta. Đúng không ạ? Vâng, đấy là một tin thật là vui để bắt đầu chương trình ngày hôm nay. Vâng, và ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ kết nối với vị khách mời thứ hai của chúng ta. Dạ vâng, cháu chào chú ạ. Quên đấy hả? Dạ vâng, dạ. Chú ơi, chúng cháu đang gọi cho chú từ chương trình talk show Mắt Sẩm trong Thích ứng Văn hóa. Và chú cùng với một người khách mời nữa của chúng cháu sẽ cùng tham gia cái phần talk show này. Và ngay bây giờ thì chú có thể giúp chúng cháu nghe qua loa một cái phần biểu diễn của vị khách mời này và đoán xem họ là ai, có được không ạ? Chưa gì đã có bài tập rồi nhá. Dạ vâng, chú sẵn sàng chưa ạ? Rồi, sẵn sàng. Vâng, cháu mời chú. Mục hạ vô nhân chúng anh đây, mục hạ vô nhân nghe em nhan sắc, lòng xuân anh mới dạt dào, dù em mặt phấn má đào, rừng rừng anh cũng không nhìn theo mà làm gì, em có lấy anh đi trước mà làm gì. Chú ơi, chú có vừa nghe thấy giọng hát và một cái phần nhỏ trong một làn điệu hát sẩm ạ, thì chú có đoán ra được ai là người hát phần này không ạ? Dạ vâng, hoàn toàn chính xác, vâng ạ. Và người sẽ cùng talk với chú ngày hôm nay chính là bạn Mai Đức Thiện ạ. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần trao đổi trò chuyện ngày hôm nay chú nhé. Ok. Dạ vâng, phần trao đổi ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với anh Mai Đức Thiện. Trong cái quá trình hơn 10 năm nghiên cứu, tìm hiểu rất nhiều các cái dữ liệu về nghệ thuật truyền thống, trong đấy có hát sẩm, có hát chèo, có chống quân. Vậy chúng tôi có thể hỏi rằng cái đánh giá của anh dành cho nghệ thuật hát sẩm hay hát sẩm đến thời điểm này là còn hay là mất ạ? Vào những năm 2008 khi mà tôi khôi phục sẩm, thì bởi vì là sẩm là bộ môn rất ít người gìn giữ và đang có nguy cơ bị mai một rất là nhiều. Nếu mà xét về ở cái thời điểm này trải qua 10 năm thì đầu tiên tôi nghĩ rằng tôi một mình tôi đi để tôi làm, nhưng càng ngày thì càng gần như là kết nối được các bạn trẻ cùng đồng hành với tôi để mà khôi phục, gìn giữ hay là quảng bá sẩm. Và công chúng cũng biết đến sẩm chính thống nhiều hơn. Trước đây là mọi người muốn nghe sẩm thì lên YouTube hay là lên mạng Google search ra sẩm, thì không phải là sẩm truyền thống mà là sẩm chế hoặc là những cái bài sẩm gọi là sẩm nhưng không phải là sẩm. Thì đến thời điểm này thì đã xây dựng nên một kho tàng tư liệu âm thanh hình ảnh về sẩm ở trên mạng YouTube rồi. Và công chúng tìm sẩm có thể nghe được sẩm chính thống mọi lúc mọi nơi. Vâng, hiện tại thì chúng ta đang thấy rằng là hát sẩm có thể được hiểu là một bộ môn nghệ thuật. Vậy thì khi ra đời
hát sẩm có phải là một bộ môn nghệ thuật không anh? Từ xa xưa thì gốc gác của nó, sẩm là một nghề đàn hát của những người khiếm thị có năng khiếu. Những người khiếm thị có năng khiếu đó, họ học hát sẩm và biểu diễn, dùng cái sức lực của mình đàn hát và kiếm tiền từ cái việc là khi mà công chúng là những khán giả họ nghe sẩm, họ cảm thấy là hay, cảm thấy là đắc ý và họ thưởng cho những cái đồng tiền hoặc là thưởng cái phần thức ăn hàng ngày, và từ đó họ duy trì cái cuộc sống của họ. Thì nếu mà xét về thời điểm bây giờ thì đối với nghề hát sẩm thì không còn tồn tại nữa. Nhưng mà nghệ thuật hát sẩm thì vẫn đang được tồn tại và được gìn giữ bởi các thế hệ nghệ sĩ, nghệ nhân và những người yêu hát sẩm. Vâng, như những gì anh Mai Đức Thiện vừa nói thì sẩm cũng đã có những cái đã mất và hiện tại thì cũng có những cái vẫn còn. Vâng ạ, với những chia sẻ của bạn Mai Đức Thiện vừa rồi thì thưa chú Sơn, chú có lo ngại gì cho cái sự được hay mất hay còn hay mất của hát sẩm không ạ? Câu hỏi của mày đấy. Chú thì chú không thấy cảm thấy lo lắng gì, không thấy lo mấy. Bởi vì chú biết là cái nghệ thuật hát sẩm ấy, nó là một cái nghệ thuật nó có cái sức sống vô cùng mãnh liệt. Nó được tạo nên bởi những người mà sống về cái nghề đó, tạo nên nó và luôn luôn tự tìm cách làm mới mình để cho nó phù hợp với thời đại. Đó là sẩm. Ngay bây giờ kể cả là những chủ thể sáng tạo nên nó có thể là không còn nữa, nghề không còn nữa. Nhưng mà đấy, như các cháu đang tổ chức như thế này này, như ông Mai Đức Thiện ông vừa hát này đấy, và một rất nhiều những nhóm sẩm khác thì rõ ràng là cái thế hệ về sau này đã biết cách kế thừa và phát huy cái hát sẩm, biết cách tiếp nhận nó, tái tạo nó. Kể cả như lúc nãy ông Mai Đức Thiện bảo là bây giờ sẩm hát ở trên đài những cái khác là sẩm chế, không phải là sẩm thật, thì sẩm cũng là chế. Chế cũng là một cách của sẩm đấy, để sống đấy. Vâng. Dạ vâng, thế một câu hỏi tiếp theo chúng cháu muốn được hỏi chú. Nếu ví sẩm như là một nhân cách ạ, thì chú sẽ mô tả về hát sẩm như thế nào và lý do gì để chú tiếp cận và nghiên cứu hát sẩm như những cái công trình nghiên cứu mới đây nhất của chú ạ? Trong cái công trình nghiên cứu của tôi ấy, thì đúng là tôi cũng có cái phần tiếp cận như nào. Nó còn bây giờ khi dùng cái từ gọi là có vẻ như là mốt, bây giờ gọi là nghệ thuật văn hóa. Dạ. Nghĩa là tôi xem cái người hát sẩm, xem người hát sẩm cái tập tâm như thế nào. Người ta tại sao người ta lại chọn hát để mà người ta sống, và trong cả quá trình ấy thì người ta làm được những cái gì, tương tác với xã hội ra làm sao, dạ. Sau thì thành cái nghề này, cho nên là chú sẽ không chủ yếu là đi vào xem là những cái làn điệu gì và hát cái làn điệu ra làm sao, mà xem cái người là người thể hiện làn điệu ấy. Vâng. Xem người ta tổ chức biểu diễn như thế nào. Vâng. Tại sao người ta lại sử dụng cái nhạc cụ đấy? Ví dụ như vậy, đấy là đi vào cái người biểu diễn, đi vào cái người thực hành hát sẩm. Và chính vì thế chúng phát hiện ra rằng là những người làm nghề sẩm thì mới được gọi là sẩm. Không phải tất cả những người khiếm thị gọi là sẩm đâu nhá. Dạ. Khiếm thị người gọi là mù, còn chỉ hành nghề hát mới được gọi là sẩm thôi. Dạ. Sẩm cũng có cái tự trọng của nó, chứ không phải tâm, cho nên là người ta phải liên kết với nhau thành những cái hội, những cái phường dựa vào nhau để sống. Và cái đấy là có, và bây giờ thì những thế hệ sau, những cái bạn mà đang tiếp nhận hát sẩm, kế thừa hát sẩm để tiếp tục để phục dựng lại, phục hồi lại cái ngày dỗ tổ sẩm thì dạ. Có những chuyện này, và đấy là một điều rất là đáng mừng đấy. Chú nghĩ thế. Dạ. Cho nên là nếu tiếp cận người nhìn và họ từ cái góc chủ thể, từ cái góc từ bên trong ra ấy, đấy, thấy được nhiều cái rất là thú vị. Xem tại sao những ông chủ sẩm nhiều vợ thế. Đúng ạ, chủ sẩm rất nhiều vợ. Dạ vâng. Dạ vâng. Như thế thì chúng ta có thể hiểu rằng cái con người, cái chủ thể mà tạo ra hát sẩm xưa và nay đã có sự khác biệt nhau rất là lớn. Trước đây là những người khiếm thị có năng khiếu, còn bây giờ là các nghệ sĩ sáng mắt và là những nghệ sĩ chuyên nghiệp hoặc là bán chuyên nghiệp, hoặc là những người mà
Họ yêu thích văn hóa dân gian, họ có năng khiếu đàn hát và họ học hát, họ đàn và họ biểu diễn. Và bây giờ là hình thức biểu diễn ở trên sân khấu, chứ không phải là biểu diễn ở ngoài trời như trước đây nữa. Dạ vâng, vậy thì với những chủ thể văn hóa đã thay đổi, thì thưa chú Sơn, khi chủ thể văn hóa thay đổi thì điều gì sẽ thay đổi với sản phẩm văn hóa được tạo ra ạ? Cái đấy là rõ quá rồi, chắc chắn là sẽ thay đổi. Dạ. Bởi vì cái cách nhìn cuộc sống, cái cách sử dụng, cách cảm nhận của người trắng mắt và người khiếm thị là gần như là khác hẳn nhau. Người khiếm thị người ta nghe là nhiều, người ta nghe và nghe ngậm. Chứ còn người trắng mắt bây giờ là được thừa hưởng cái mà được sáng tạo nên từ những người khiếm thị, những người tật này. Và thực sự là cảm phục họ, cho nên là muốn giữ lại, muốn tiếp nối. Nhà tôi rất phục anh Thiện ở chỗ là anh mỗi kho tư liệu phải nói là tuyệt vời, anh đưa lên như thế. Dạ vâng, cảm ơn chú Sơn. Cháu thấy rằng đấy là một cái tình yêu rất là lớn đối với Sơn, và Sơn xứng đáng được yêu như thế. Thì những cái người mà cái chủ thể nó thay đổi thì là cũng là theo tôi là tất nhiên thôi. Bây giờ Sơn ở cái thời đầu thế kỷ 19 hay là đầu thế kỷ 20 cuối thế kỷ 19 cứ tưởng tượng, cứ hình dung là đất nước mình xung quanh chỉ là làng quê đã không có điện, chỉ có hội làng và chợ quê thôi, chứ làm gì có điện báo, điện thoại rồi là các thứ điện thông tin như bây giờ. Cho nên Sập chính là một cái rất là hot, là một cái anh gọi như là anh dùng từ gì bây giờ gọi là anh truyền tin, anh truyền thông, người là rất là hot đấy. Dạ. Người dân thì không biết chữ cho nên báo hay đặng chẳng cần đọc, chỉ đã nghe thôi. Và mỗi những câu chuyện mà Sập kể ra là toàn là những thời sự đó. Cho nên Sập và hát Sập là gắn với những gì thời sự. Đánh Tây là có Tây đấy, có Việt Minh là có Việt Minh. À, có những cuộc khởi nghĩa là có cuộc khởi nghĩa, thích nghe chuyện gì hoặc kể chuyện đó thì là chuyện mới xảy ra luôn. À, dạ. Họ có thể tự tương tác và kể chuyện bằng cái cách của khả năng, người ta có cái hệ thống làn điệu và cái, có cái nghệ thuật trình diễn rất là cao rồi. Đấy, người ta nó là nghề rồi, nên là có thể chiều được những người dân mà người ta muốn biết những chuyện. Người ta chả có cái hướng nào để biết cả, chả có điện, chả có báo, chả có gì cả. Không phải như bây giờ mỗi người mua điện thoại di động, tôi là có thể liên lạc với anh chị tận ở đâu đó để nói chuyện này đâu. Vâng. Những cái những người bây giờ ấy, tiếp nhận cái nghệ thuật hát dậm và lưu giữ nó, tái tạo nó, sáng tạo thêm nữa, tôi nghĩ đấy còn thực thể, có thể còn thực thể. Tất cả những người tham gia vào gìn giữ, tái tạo, rồi là sáng tạo thêm để đưa hát dậm chuyển thành một cái nghệ thuật có thể gắn với những cái âm nhạc hiện tại được. Bây giờ hát dậm cũng rất gần với hát, dạ. Chia lớp cũng được. Dạ. Đấy, người ta vẫn có thể bố trí, người ta làm được mà. Và tôi thì tôi lại ủng hộ cái đó, chứ không bây giờ không thể bắt, hoặc là không bây giờ hát nên thì chưa đi ai nhá, người ta sẽ cảm thấy không người ta chỉ nó là một sự hoài niệm thôi về những cái phần, một cái phần rất nhỏ trong lịch sử thôi. Chắc nó cũng tốt, nhưng mà đến khi nào mình nói về lịch sử mình sẽ diễn ra như thế đó. Cháu cũng rất đồng tình đấy, là những cái gì cổ mình vẫn gìn giữ, nhưng mà dựa trên cái đó, dựa trên những cái gì đã có, mình phải sáng tạo và nâng cao lên. Thì tất nhiên là một cái phần là sẩm thể nghiệm, khi kết hợp sẩm với rock, với pop, rock, rap hay như là sử dụng âm nhạc điện tử, nó rất là thú vị, nó một cái cách tiếp cận với góc nhìn mới của con người mới. Vừa rồi thì hai diễn giả của chúng ta, hai khách mời của chúng ta đều có nói về chủ thể sinh ra hát sẩm là nhóm những người khiếm thị có năng khiếu. Nếu bây giờ chúng ta tạm gác lại câu chuyện phát triển của hát sẩm mà chúng ta quay trở về một chút với câu chuyện bảo tồn hát sẩm, phải chăng để bảo tồn hát sẩm chúng ta nên trả hát sẩm về cho chủ thể sáng tạo ra nó là những người khiếm thị? Quan điểm của hai khách mời ngày hôm nay như thế nào ạ? Xin mời anh Thiện ạ. Đồng ý là trước đây là do cái việc là không có truyền thông, không có báo đài gì cả, mọi người dân, công chúng muốn thưởng thức thì phải thông qua các nhóm hát sẩm. Họ là những cái người mà truyền thông tin, bởi vì là truyền miệng. Nhưng bây giờ thời thế thay đổi rồi, khi mà cái thời đại 4.0 rồi, thì những người khiếm thị đấy có lẽ rằng họ không bị mất cái vị thế rồi. Do cái nhu cầu thưởng thức, họ sẵn sàng bây giờ là muốn nghe thể loại gì có ngay điện thoại, tìm mạng YouTube, tìm Google là ra ngay.
không nhất thiết phải ra đến những cái nhóm hát sẩm nữa. Nên là có lẽ rằng là cái thời thế thay đổi, nên cái vai trò của sẩm không còn, những người khiếm thị không đáp ứng được cái việc là sáng tạo sẩm ở giai đoạn này. Mà giai đoạn này chúng ta phải chấp nhận là những người nghệ sĩ chuyên nghiệp hoặc bán chuyên nghiệp sáng mắt, họ là những người chủ thể để sáng tạo và để quảng bá hát sẩm. Bởi vì là sao? Người ta nói là phải nhất thanh nhì sắc. Bây giờ chúng ta phải nghe là một phần, phải nhìn đã. Nhưng khi mà lên sân khấu là các nghệ sĩ phải đẹp thì mới cảm hứng để mà nghe. Còn bây giờ giả sử là những cái người mà khiếm thị thì tất nhiên là hát có thể hay nhưng mà chưa đáp ứng được cái nhu cầu thưởng thức về thị hiếu. Nên là do nhu cầu thị hiếu thay đổi nên là cái người khiếm thị không đáp ứng nổi về cái việc là giữ gìn nghề hát sẩm bây giờ nữa. Vấn đề số 2 nữa là nếu như chúng ta mang hát sẩm trả lại cho những người khiếm thị dạy hát sẩm ở các trung tâm, điều đầu tiên ai là người dạy? Phải chăng lại là những cái nghệ sĩ của các bộ môn khác lại dạy hát sẩm cho người khiếm thị? Bởi vì đã mất đi cái chất sẩm rồi. Thứ hai nữa là gì? Họ học xong rồi, họ ra hành nghề kiếm sống bằng cách nào? Đầu ra của sản phẩm đấy là như thế nào? Thay vì là họ học hát sẩm mất 3 tháng họ mới hát được một vài bài sẩm hoặc là chơi thành thạo với nhạc cụ để biểu diễn, thì họ học nghề như tẩm quất hay là làm đồ thủ công mỹ nghệ một vài tuần có thể ra sản phẩm và có tiền ngay được. Thì cái yếu tố là gì? Đầu ra và kiếm thu nhập cho người khiếm thị để mà hát sẩm thì nó không còn phù hợp. Vâng, chú Sơn thân mến, về vấn đề trả lại hát sẩm cho người khiếm thị, chú có quan điểm như thế nào về vấn đề này ạ? Chú lúc nãy chú vừa nói có cái ý nó liên quan rồi. Đấy, tức là đối với chú không phải bất cứ người khiếm thị nào cũng là sẩm, chỉ những người khiếm thị nào mà hành nghề hát thôi, ca hát kiếm sống thôi mới gọi là sẩm. Đấy là quan điểm của chú. Và không phải bây giờ mình cứ nhìn đi ra đường cứ thấy những người khiếm thị, thấy những người hỏng mắt là gọi luôn người ta là sẩm. Không phải, không hẳn như thế đâu. Còn nếu mà chuyển giao lại hay là dạy những người ấy thì người ta hát sẩm thì cũng rất là tốt thôi. Người ta, những cái người có năng khiếu người ta có thể làm, người ta có thể tự sáng tạo. Bởi vì những cái người khiếm thị vẫn học nhạc, ví dụ ở những cơ sở đào tạo người ta vẫn dạy mà, trong nhạc đẻ rồi nó vẫn dạy. Và những bạn ấy chơi nhạc rất là hay, chơi cả những cái nhạc cụ Tây được, chơi cả táo, chơi cả bầu, chơi các thứ, người ta vẫn làm vì người ta thích, người ta vẫn chơi rất là tốt. Thì đấy, những người mà thực hành hát sẩm thực sự thì mới gọi là chủ thể sẩm được, chứ không phải bất kể ai bây giờ cứ hỏng mắt để gọi đấy là chủ thể của sẩm. Và đó là cái là quan điểm của chú. Thế chứ còn chuyển giao lại hay là dạy lại cho những người mà bị khiếm thị thì rất là tốt thôi. Chú đã thấy là ông Đào Bình Vinh ông đã dạy một lớp ở bên Bắc Giang rồi đấy thì phải, và rất là tốt, rất là thành công. Nhưng bản thân họ thì họ cũng chỉ để học giống như những người mới học mà thôi, chứ họ chưa thể sáng tạo được. Vì đi đến cái gọi là sáng tạo là nó cả là con đường, nó phải có thời gian, nó phải có quá trình, nó phải có một cái nền tảng nhất định. Cái mà nghệ thuật tẩm mà chúng ta có bây giờ ấy, mà các bạn đang làm ấy, đang hát ấy, nó phải được hình thành từ nhiều trăm năm, qua nhiều thế hệ cho truyền nó lên được. Thì bây giờ mình lại quay lại với nhà cho mình gọi là đây những người biết hát tẩm được gọi đây luôn quỳnh tẩm là chưa thể đủ đâu. Dạ. Còn quan điểm của chú bây giờ ấy, thì thứ nhất đấy là việc tốt, cái thứ hai nữa các bạn vẫn đang làm, vẫn đang giữ hát tẩm, vẫn đang sưu tầm tư liệu, vẫn đang tắm đuôi đó. Chú nghĩ đấy là rất là tốt, thì đấy là được rồi gì đấy, và đấy là đang được lưu giữ, đang được bảo tồn rồi đấy. Còn cái chuyện mà người ta nếu có thể người ta làm cái hồ sơ để gọi là công nhận hát sẩm là di sản văn hóa phi vật thể, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ấy mà. Thì bây giờ chú nghĩ có lẽ là cái chữ mà quên hỏi chú ấy về cái chủ thể. Dạ. Có khi là mắc đấy. Dạ. Dạ. Chứ còn này, chủ thể cái đấy thì chú nói rồi, vẫn có cái lối thoát chứ không phải không. Vâng. Bây giờ chính ông Văn Thiện ấy là một trong cái phần chủ thể đấy. Dạ. Bản thân ông ấy tự nguyện ông gắn bó với sẩm, ông Đào Bình Linh hay ông Hảo hay ông Thao Giang hay là những cái ông
Dạ vâng, đúng như chú Sơn nói rằng cái mắc của chúng ta ở đây đang là cái chủ thể mà sáng tạo và sở hữu hát sẩm. Có thể ban đầu hát sẩm ra đời từ những người khiếm thị có năng khiếu, nhưng qua quá trình biến đổi của mình, hát sẩm đã đi từ những cái người đó sang những cái người mà hoàn toàn có thể là sáng mắt và bình thường, đúng không ạ? Vậy thì những người muốn sở hữu, mà muốn là chủ thể của hát sẩm, họ sẽ phải đi vào những đặc trưng nào của hát sẩm để tìm lại cái tâm thức hát sẩm và cái thực sự là của hát sẩm ạ? Chú Sơn chú có thể tiếp nối phần này được không ạ? Cháu hỏi thì rất là hay. Đấy thế này thôi, sẩm thực ra nó là một cái thể loại nhạc xứng đáng với từ đấy, ở chỗ nó có phong cách riêng. Dạ. Đó là cách điện nó khác hẳn luôn với nhiều các thể khác. Mà người ta nghe nó tức thì nó nhận ra sẩm. Thế thì mà nó vừa giản dị nhưng nó lại vừa đặc sắc. Tính nghệ thuật nó cũng cao, không rất cao. Xem bài Hà Thị Cầu thì biết cao nhưng mà cũng vừa có thể chạy bỏ phách miệng nhai chầu bỏ vẹn tay kéo nhị và hát được bình thường, nó nhẹ nhàng chứ không đấy, nó nếu nghệ thuật biểu diễn được nhẹ nhàng như thế là nó cực kỳ tinh ý nghệ thuật diễn rồi. Thế thì chú nghĩ rằng là bây giờ các bạn chỉ cần cố gắng đạt được một cái phong cách đấy thôi, chứ không cần phải hát giống hệt như như bà hát, bà vẽ chữ thế nào, tiếng a bảo người ta làm sao, ngoài bà vuốt lên vuốt xuống là đúng hiện bà này, chứ nghĩ là không cần thiết, mình phải là mình thật là như thế. Ngoài bà Cầu còn rất nhiều những người nghệ sĩ hát sẩm ba các khác mà mình không, đồng ý. Không biết người ta hát thế nào, cho nên không có được mà so sánh. Nhưng nghệ sẩm này đấy, cái quan trọng nhất là cái phong cách, và cái hai là cái tính tư tưởng của nó, tính tư tưởng phong nó rất là lạc quan, là một cái người mà rõ ràng là bị khuyết thiếu về chủ thể nó đấy mà. Thế mà người ta vươn lên, người ta sống của người ta sống bình đẳng với người khác, và nó luôn khẳng định tôi hoàn toàn là bình đẳng, tôi không phải là ngoại lệ, tôi vẫn xứng đáng, các ông vẫn cần tôi mà, các ông sáng mắt, nhưng mà các ông yêu cầu tôi vẫn làm được đấy, các ông sáng mắt, các ông có làm như tôi không? Thông qua sẩm mà những người khiếm thị kết nối với xã hội. Sáng tạo thành văn hóa. Dạ. Rất nhanh và nói chung là con người ta thì phải thích ứng mới sống được. Dạ. Nhưng mà riêng sẩm nó hội tụ ở đấy, nó thành cái điển hình, cái văn hóa của người Việt, của người Việt, của người nông dân Việt Bắc Bộ này nói riêng và người Việt Nam nói chung, là vượt qua mọi khó khăn để khẳng định mình, để sống như nó đàng hoàng, không cam chịu. Chúng ta có thể tạm gọi rằng đặc tính của sẩm là tính tự sự, thời sự và đại chúng. Như thế đã đủ chưa ạ? Chính xác là sẩm là phản ánh tình hình thời sự và phản ánh những cái yếu tố mà xã hội cần. Những yếu tố nào xã hội cần, sẩm đều có. Mọi mặt đời sống đều có hết. Dạ, vâng, đó là xét về mặt nội dung đúng không ạ? Ở đây thì chương trình của chúng ta khi bàn về hát sẩm cũng sẽ bàn cả về góc độ nghệ thuật của hát sẩm nữa. Nhưng bên cạnh đấy thì chúng tôi còn quan tâm một yếu tố nữa, đấy là về âm nhạc của hát sẩm. Câu hỏi này xin phép được hỏi chú Sơn ạ. Với đánh giá và nghiên cứu của chú thì đỉnh cao của âm nhạc hát sẩm đến thời điểm mà hưng thịnh nhất là như thế nào ạ? Câu hỏi khó đấy. về âm nhạc như chú nói rồi, tức là sẩm khai thác triệt để những cái cách hát của dân ca của họ Bắc Bộ, nâng cấp lên nó thành một thứ gọi là chuyên nghiệp hóa, sẽ rõ ràng này chú ý nhé. Dạ. Nó là âm nhạc dân gian mà chuyên nghiệp hóa. Trong cái sách của chú đã có những cái minh chứng về cái chuyện bà Cầu và bà hát cái sẩm chống quân ấy. Và một cái điệu chống quân so sánh luôn cái điệu chống quân đặt ngay bên cạnh, nói chung là cách hát gần tương tự nhau. Dạ. Cái cấu trúc của cái sự phát triển của âm, các âm, cái lời gần tương tự như nhau, nhưng cách và cầu đã sáng tạo ra thành cái nó vừa hài hước, nó vừa dễ nghe, mà nó thực sự là hấp dẫn. Đấy là quá trình mà sẩm vay mượn. Thế thì là hát, cụ hát ấy, là hát
và cái ngày lễ hội và những thanh niên người ta chơi với nhau, người ta diễn ra diễn làm được, hát thế nào cũng xong. Và chỉ vậy thôi, và chẳng cần yêu cầu phải hơn. Và lúc ấy cái quan trọng của người ta là người ta để ý đến nhau, người ta quan tâm đến sự giao lưu với nhau, chứ không phải là nghệ thuật hát để cho người khác thả tiền với nhau. Tiền muốn để cho người ta thả tiền với nhau thì rõ ràng mình phải tiếp nhận từ cái làn điệu đó, từ cái cấu trúc đó mới phát triển thêm ra hát sao cho nó hay nhất, chọn lời, chọn bài, chọn hoàn cảnh hát cho nó phù hợp, chọn người nghe nữa, thì người nghe mà hát như nào đấy thì chẳng nó hay ở chỗ đó. Và chính vì thế cái nghệ thuật nó dần dần nó càng ngày càng được hoàn thiện, càng ngày nó tạo ra cả một cái hệ thống làn điệu luôn, chứ đấy chỉ là một cái ví dụ nhỏ của chúng tôi. Cho nên Quyên nói chỗ là đỉnh cao thì chúng nghĩ nghệ thuật thì không không nó, nhưng đặc biệt là cái nghệ thuật ca hát thì nó đối với dân gian dùng cái từ đỉnh cao rồi nó hơi khó hình dung. Hơi khó, cho nên là chúng chỉ muốn nói là nó dần dần nó biến tới sự hoàn thiện hấp dẫn ở cái đơn giản nhất nhưng mà là hay nhất, và người ta nghe là phải nhớ, nghe là phải thích, nghe là lần sau muốn nghe lại. Dạ vâng, như thế thì chúng ta sẽ thấy rằng nghệ thuật thì sẽ không có đỉnh cao, và bản thân hát sẩm với tính chất tự sự, thời sự, cái sự nhịp, cái đồng điệu cùng với nhịp sống thì sẩm đã luôn luôn diễn ra, luôn luôn biến đổi và luôn luôn hoàn thiện. Vậy thì cái việc mà chúng ta đi tìm về quá khứ là việc cần thiết, nhưng không có nghĩa rằng quá khứ là chuẩn mực hoàn toàn mà chúng ta phải phụ thuộc, đúng không ạ? Nó sẽ không đóng cứng, đúng không ạ? Dạ. Tôi nghĩ thế, bởi vì là mỗi người có một cái phong cách, mỗi người tự tạo cho mình một cái thì mà không thể so sánh cái nó với cái một cách gọi là thập khiễng tương đối hài lòng được. Dạ. Cao này thì nếu mà gọi là đỉnh cao sẽ có những cái không cao bằng. Đấy. Và như thế thì nó không gần với cái tinh thần dân gian. Dạ vâng. Một phần trao đổi rất là thú vị vừa rồi thì chúng ta đã đưa ra được một cái bức tranh của hát sẩm đặt trong cái lý thuyết về thích ứng văn hóa. Vậy thì thưa chú, nếu cần phải dự đoán về những bước phát triển tiếp theo của hát sẩm trong bối cảnh hiện nay, chú có dự đoán hay có một cái định hướng nào gợi ý cho những người đang nắm giữ và thực hành hát sẩm không ạ? Mọi người đang làm rất tốt, người ta vẫn sáng tạo đấy chứ, họ vẫn sáng tạo, vẫn đi biểu diễn khắp thế giới này. Về cái như là cái đoàn nghệ thuật Thăng Long rồi đấy, như anh Quý chú anh hát sẩm chợ, anh mang sang cả Pháp vẫn chỉ đấy, là mọi người vẫn hát mà, tiếng hát với cả dàn nhạc luôn, dàn nhạc có lựa chọn người ta đánh đấy. Thế thì thực ra là ngay cái bài mà ví dụ như ban đầu nghe bài tiếng hát đấy thì đấy là một cái cảm hứng để cho người ta có thể đạt được bằng rất nhiều cách, vẫn cái khung đấy, vẫn cái hình hài đấy, nhưng người ta làm mới nó, người ta trình diễn nó, người ta đưa ra cho người xem một cái gì đó rất là thú vị. Cũng cái đó thôi, rất nhiều người hát, mỗi người sẽ có mỗi cách hát khác nhau, mỗi cách giản dựng khác nhau. Đấy là một ví dụ thôi nhé. Vậy còn những làn điệu khác là thì sao? Thì chú nghĩ là những người bây giờ tiếp nhận sẩm, lưu giữ sẩm này, thì đến lúc nào đó thì ta vẫn sử dụng, vẫn khai thác thôi, vẫn cái phong thái đấy, cái kiểu đấy của sẩm nó vẫn còn, không phải duy trì như ngày xưa nhưng khác, nó phù hợp với bây giờ. Thanh niên thích học khó khó đấy. Dạ. Dạ. Bằng chứng là Quyên này làm cái này, Quyên này, Thảo này, đấy, mấy vị rõ ràng là có thể lơ mơ cảm thấy nó có một gì đó mà không nói hết được, rất là giá trị. Dạ. Rất là hay, mình sợ không nói được. Bây giờ mình phải làm, mình phải nghiên cứu, và có cái gì mình nhìn được hết cả ngày thì chán chết. Phải tìm hiểu đúng không? Vẫn định tìm hiểu và sáng tạo lên. Dạ, vâng. Cứ nghĩ thế mà. Dạ, vâng ạ. Như chú Sơn cũng đã vừa chia sẻ, những cái hoạt động mà các bạn trẻ bây giờ khai thác sẩm ở góc độ là cảm hứng để đưa vào những cái sáng tạo nghệ thuật khác, đó cũng được gọi là sẩm. Quan điểm của anh về việc này như thế nào, thưa anh Thiện? Và anh có những cái hiểu biết nào khác
về cái việc là những cái điển hình hoặc những cái ví dụ của các cái hoạt động của các bạn trẻ mà lấy cảm hứng hoặc được khơi nguồn cảm hứng từ hát sẩm ạ? Thực ra cái quá trình là nghệ thuật thì luôn luôn có sự sáng tạo, nhưng lại là kế thừa từ những cái gốc đã có. Nên là đồng ý là các bạn, các nghệ sĩ, các nhà sáng tạo, nhưng phải dựa trên cái bản thể. Thì khi mà sáng tạo nhưng vẫn nhận ra là đấy là sẩm. Ví dụ như là các ca sĩ trẻ như là Hà Miêu hay là Quách Mai Thi, họ sử dụng âm nhạc EDM, âm nhạc điện tử, phối những bài hát sẩm đấy, nghe vẫn có cái gì phảng phất của sẩm, nhưng lại có gì nó lại hoàn toàn mới. Mà khi mà tôi còn chia sẻ thì rất nhiều bạn trẻ nghe bảo cái này nghe vừa lạ vừa quen, nhưng thật sự là rất là cuốn hút. Và đấy là một cái sự thành công khi mà thông qua những cái đấy là cái góc nhìn của các bạn thế hệ 20 2x vào cái sẩm. Và thông qua đó thì các bạn trẻ khác cũng lại dần dần tìm hiểu về sẩm, về truyền thống, như là đây là sẩm có sự phát triển này, và sẩm thử nghiệm, và sẩm truyền thống như thế nào. Thì tôi nghĩ rằng là đấy là cái điều tất yếu cần phải có. Hay là các nghệ sĩ khác sử dụng dàn nhạc giao hưởng, như là dùng âm nhạc phương Tây, dùng nhạc cụ phương Tây, tôi nghĩ rằng là cái đấy là cần có sự chiêm nghiệm. Bởi nghệ thuật là cái sự chiêm nghiệm và cái sự cảm nhận của mỗi người. Mỗi một người với một cái con mắt khác nhau, cái góc độ nhìn khác nhau, sẽ nhìn sẩm với một cái cách khác nhau, và nó tạo nên cái sự phong phú của sẩm. Vâng ạ, câu hỏi tiếp theo thì chúng tôi sẽ xin phép lại tiếp tục hỏi chú Sơn. Bởi vì là chúng ta vừa mới trải qua một cái phần trao đổi về thích ứng văn hóa, và chúng ta nhận thấy rằng là thích ứng văn hóa nó là đặc tính, là bản chất của các hiện tượng văn hóa. Đối với hát sẩm, thích ứng văn hóa vừa là cái động lực để cho hát sẩm phát triển, nhưng đâu đấy nó cũng là một cái công cụ lọc tự nhiên để những yếu tố không thích hợp có thể ở rõ lại quá khứ. Cái gì mà được tồn tại qua nhiều thế hệ, nó ắt hẳn nó phải có giá trị. Và những cái thứ nào mà có giá trị thì đấy gọi là di sản. Và sẩm cũng như vậy, sẩm tồn tại và được sáng tạo qua hàng trăm năm, qua các thế hệ, các nghệ sĩ, các nghệ nhân khiếm thị, và đến bây giờ là những thế hệ nghệ sĩ sáng mắt họ tiếp nhận, họ vẫn luôn sáng tạo. Ví dụ như là trước đây vào cái giai đoạn khoảng năm 60-70 khi mà sưu tầm, thì sẩm theo cụ Trần Nhật Ngữ cụ ghi nhận nó có 8 làn điệu thôi. Nhưng mà đến bây giờ thì cái đầu năm 2000 thì ví dụ như là cái làn điệu sẩm gọi là làn điệu sẩm tấu điện đi, hay là làn điệu sẩm chợ của bài Mộc Hạ Quân Nhân ấy, đấy chính là cái sự sáng tác của nhạc sĩ Thao Giang và nhạc sĩ Bùi Hạnh Nhân. Họ quy chuẩn hóa những cái nét giai điệu và để quy chuẩn hóa lại thành một cái gọi là làn điệu sẩm tấu điện và làn điệu sẩm chợ. Đấy là sự sáng tạo kế thừa từ những cái cũ. Và đến bây giờ thì những cái người khác thế hệ sau họ cứ chiếu theo đó, và họ sáng tác lồng điệu, và họ dựa vào những cái đấy để mà họ phát triển lên. Thì đấy là sẩm vẫn luôn quá trình là sáng tạo từ 1, 2, 3, 4, 5 đến nhiều làn điệu khác nhau. Và cái gì hay thì họ sẽ giữ lại, và những gì không hay sẽ bị mất đi. Vâng, chú Sơn thân mến, câu hỏi này sẽ là câu hỏi dành cho chú ạ. Từ đầu đến giờ thì chúng ta khen sẩm rất nhiều. Chúng ta nói về thích ứng văn hóa ở những cái góc nhìn rất tích cực. Chúng tôi cảm thấy rất vui vì là dự án Mắt Sẩm mà chúng ta đang tham dự ngày hôm nay được đánh giá là một trong những dự án có tính chất thích ứng văn hóa, đáp ứng được cái yêu cầu thích ứng văn hóa. Nhưng rõ ràng một sự việc hay một hiện tượng đều có tính hai mặt của nó. Nếu cần hỏi hai nhà nghiên cứu của chúng ta, những cảnh báo hay những khuyến nghị dành cho những dự án như Mắt Sẩm thì hai nhà nghiên cứu sẽ khuyến nghị những gì ạ? Xin mời chú Sơn ạ. Cái đấy chú thật là chú chưa nghĩ đến, chú chỉ thấy là thực hiện làm cái dự án Mắt Sẩm này là một điều rất đặc biệt, rất là tốt. Cái đấy nó là một cái gần như là một cái diễn đàn để cho người ta nói về cái hiện tượng đấy, nói về cái nghệ thuật đấy, nói về những người hành nghề đấy. Đấy, và nói về cuộc sống bây giờ, thực ra cuộc sống nó luôn luôn thay đổi. Nhưng mà nó vẫn có một cái gì đó, nó vẫn có cái gì đó như xưa biết nay và biết
như thế nào mới không thể bỏ qua những cái giá trị xưa được, mà còn khi nó vốn nó tạo ra ở một cái thời nào đó trong quá khứ, trong lịch sử, nhưng cho đến bây giờ vẫn mình vẫn cảm thấy nó, vẫn quý nó, vẫn yêu nó, vẫn thấy nó có giá trị, vẫn có thể khai thác được, tức là làm nó sống rồi đấy. Thực hành nó nghĩa là bảo tồn nó đấy. Dạ. Nghĩa là biểu diễn là thế. Chứ biểu diễn thì nó mới còn tồn tại thôi. Còn nó không vang lên thì mình có nói rời thì chả biết nó như thế nào. Đấy. Cho nên là phải biểu diễn nó. Dạ, vâng. Phải có những cuộc nghe này. Dạ, vâng. Dạ, vâng. Xin cảm ơn chú Sơn. Vâng, xin trân trọng cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi của hai vị khách mời với chủ đề Hát Sẩm trong thích ứng văn hóa. Kính thưa quý vị khán giả, dự án Hát Sẩm được khởi xướng bởi những người trẻ, với tâm thức của những người trẻ, với những góc nhìn hoàn toàn khác nhau. Những điều chúng tôi mong muốn làm được hay những điều chúng tôi làm được sẽ được sự đánh giá của cộng đồng trong tương lai. Và trong quá trình đó, chúng tôi rất mong muốn không chỉ có sự ủng hộ của quý vị bằng những lời khen, mà chúng tôi còn rất mong muốn nhận được những sự bổ sung góp ý để dự án ngày một hoàn thiện hơn, và từ đó chúng ta có thể lan tỏa tình yêu đối với nghệ thuật truyền thống trong giới trẻ. Dự án của chúng tôi sẽ còn tiếp tục đưa đến quý vị khán giả những quan điểm, những chia sẻ và những nội dung khác nữa liên quan đến Hát Sẩm, nhìn từ nhiều góc độ khác nhau, từ nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau. Rất mong quý vị sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ.